Hello anh em, ngày 24 tháng 8 sắp tới là Genshin Impact sẽ cập nhật phiên bản 3.0 và mở thêm map mới là Sumeru. Và hôm đấy mình có tổ chức event GA thể thao cho anh em. Anh em nhớ là đăng ký kênh và tham gia GA nhé. Link GA mình có để phần mô tả video. Anh em bấm vào để đăng ký và theo dõi kênh để ngày 24 tham gia GA. Ok, bye bye anh em nhé. Tạm biệt anh em, chúc anh em may mắn.